bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tu đạo không nên tranh hơn. Hiện nay trong khóa thiền thất, các hành giả dùng công nhưng chỉ là loại công phu hời hợt. Người ta coi thiền như là một cuộc đua để tranh nhau về nhất. Bạn có thể ngồi trong 3 tiếng đồng hồ, thời tôi sẽ ngồi trong 5 tiếng, hơn bạn một bậc. Nếu khi thăm thiền mà còn ý tưởng thi đấu, thì làm sao quý vị khai ngộ được? Cho dù quý vị có ngồi tới 8 vạn đại kiếp cũng không thể nào minh tâm kiến tánh được. Tại sao vậy? Chỉ vì quý vị có tâm hơn thua. Kể rằng, tranh do tâm hơn thua là đi ngược với đạo, trong tâm sanh bốn tướng, làm sao đắc tam muội. 4 câu kể trên dùng để cảnh giác người tu không được sanh tâm tranh. Khi công phu chín muồi, trí huệ sẽ hiển bày, tự nhiên sẽ có người khác tung hô đưa ta lên hạng nhất. Như vậy mới là hạng nhất thật sự. Còn như trong tâm quý vị tham đứng hạng nhất, thì đây là tâm hơn thua, đi ngược với đạo. Người tu hành phải giống như nước, ánh của nước là khiêm nhường, không tranh công, không tham đức. Cái gì tốt thì để cho người, cái gì xấu thì giữ lấy cho mình. Lão Tử nói, cái thiền tột cùng giống như nước, nước đem lợi ích cho vạn vật mà không tranh, nước ở nơi mà mọi người khinh rệ, do đó nước hợp với đạo. Cái thiền tột cùng ám chỉ cho những hành giả u hạng. Họ được ví như nước, bởi vì nước chảy tới những chỗ thấp, nước đem lại lợi ích cho muôn vật mà không tranh công đức. Bất cứ đối với loài nào như chim chóc, cá tôm, động vật hay thực vật, hoặc bất kể các loài sanh ra do thai, do trứng, do khí ẩm hay là hóa sanh, nước đều đối xử ngang nhau và đều cung cấp cho tất cả mọi loài. Người tu hành cũng vậy, đối với tất cả chúng sanh, cũng xem như cha mẹ của mình trong quá khứ, như các vị Phật trong tương lai. Người tu phải lại tâm từ bi, tìm các phương tiện để cứu chúng sanh ra khỏi bể khổ, trú ở những nơi mà chúng sanh không muốn ở. Có được những tư tưởng đó thì hành giả đã tới gần được đạo. Như còn tâm hơn thua là không hợp với tâm chỉ của kẻ tu hành, đi ngược lại với đạo vậy. Người tu đạo không nên thấy có 4 tướng. Thứ nhất, ngã tướng. Họ không nên có ngã tướng. Hãy tự hỏi chính mình, ai là người tu đó? Quý vị sẽ chẳng tìm ra được ai tu cả. Thứ hai, nhân tướng. Vì không thấy có tướng người, tức là thấy có một đối tượng là người khác biệt với mình, nên họ không cạnh tranh và hơn thua với ai cả. Thứ ba, chúng sanh tướng. Vì họ không thấy có mình và người, nên tự nhiên tướng chúng sanh cũng không có. Thứ tư, thọ giả tướng. Như đã không có tướng chúng sanh, thì lấy đâu ra tướng của thọ mà, tức là đời sống và sự sống. Vậy là vô thọ giả tướng. Như nếu quý vị còn ấp ủ những tư tưởng muốn tranh hơn kém, thì tất nhiên sẽ có 4 tướng. Có 4 tướng thì không sao đắc được tam muội. Đạo lý đó chúng ta phải thực tập mài dũa cho thuần thục. Tóm lại, người còn duy trì 4 tướng là phàm phu, ai thấy không có 4 tướng là Bồ Tát. Người tu phải ghi nhớ 4 câu kệ trong Kinh Kim Cang. Thể thể các pháp hữu vi, như mộng, huyễn, bọt, hình, như sương, như điện chớp, nên quán chúng như vậy. Phàm cái gì có hình, có tướng, đều là pháp hữu vi. Pháp hữu vi cũng giống như một giấc mộng, một thứ huyễn hóa, một cái bọt nước, một cái bóng hình, một tia điện chớp, toàn là những thứ hư vọng, không có thực chất. Hết thấy mọi sự vật đều phải quán như vậy, thì quý vị mới có thể hiểu một cách đúng đắn đạo lý của tất cả các pháp, để rồi chúng ta không còn chấp trước và không bị vọng tưởng quấy nhiễu nữa. Kinh Kim Cang còn nói, tâm quá khứ chẳng kiếm được, tâm hiện tại chẳng tồn tại, tâm vị lai chưa hiện hành. Tại sao tâm quá khứ chẳng có được? Bởi vì quá khứ đã qua rồi, quan tâm tới nó làm gì nữa? Tâm hiện tại cũng chẳng tồn tại, bởi cớ gì? Bởi trong hiện tại, các niệm nối tiếp không ngừng. Quý vị bảo đây là hiện tại, nhưng lúc vừa nói xong, thì các hiện tại đó cũng đã qua rồi, thời gian chẳng chịu dừng lại. Tại sao tâm vị lai chẳng có được? Bởi vì vị lai chưa tới, cho nên quá khứ, hiện tại, vị lai, ba tâm này chẳng có được. Nếu quý vị theo đúng pháp mà Phật chỉ dạy để tu hành, thì ngay đó có thể đạt được cảnh giới Niết Bàn. Người tu đạo phải có chánh tri chánh kiến, coi đó là mẫu mực để tinh tấn tu tập,
Thế nào là tu tập có chánh tri chánh kiến? Thứ nhất, đối với lời nói, ta phải ly tưởng ngôn thuyết, tức xa rời lời nói để không còn gì để diễn đạt. Thứ hai, đối với ảnh tượng của tâm, ta phải ly tưởng tâm duyên, nên không còn duyên nào để tâm theo đuổi. Thứ ba, đối với chữ nghĩa, ta phải lìa tưởng văn tự, nên không còn chữ nghĩa để diễn tả. Nếu đã không nói ra được, thì có gì để ghi nhớ, còn cái gì mà chúng ta không buông bỏ được? Còn gì nữa để chúng ta quan tâm? Quý vị, hãy dụng công ngay tại chỗ đó, thay vì dụng công hời hợt ở ngoài da. Có người nghĩ rằng, hôm nay tham thiền chân mình không bị đau, lưng không bị mỏi, đến giờ tha thiền mà cũng không hay. Nói như vậy, tức là người đó đã ngủ quên. Tất nhiên y chẳng còn hay biết gì hết. Đừng ngộ nhận cảnh giới đó, kẻo bạn bị tàu hỏa nhập ma. Quý vị nên chú ý, khi tham thiền gặp cảnh lạ, quý vị cũng đừng quan tâm, đừng lưu ý, cứ để tự nhiên. Đừng để cho tâm bị cảnh lạ lây chuyển. Kinh Lăng Nghiêm giảng về điểm này rất rõ. Mong các hành giả tìm nghiên cứu thêm phần ngũ thập âm ma, tức là 50 âm ma cho tường tận. Kinh Lăng Nghiêm là một tấm gương quý báu cho người tham thiền, do đó người tu đạo phải nghiền ngẫm cho am tường bộ kinh đó. Ha ha ha,